đám cưới nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ mời đến 1.000 quan khách nhưng nhanh chóng đổ vỡ. Trên sân khấu, Thoại Mỹ hạnh phúc vì được công chúng ái mộ bao nhiêu thì ở cuộc sống riêng chỉ lận đận bấy nhiêu. Mối tình đầu Thoại Mỹ Kim Tử Long không đưa đến hôn nhân. Hiện nay hai người vẫn là đôi bạn tốt, giúp nhau trên sàn diễn và là đôi diễn viên ăn cặp, ăn ý nhất, sinh động nhất, được khán giả ưa thích nhất. Nữ nghệ sĩ Thoại Mỹ lập gia đình lần đầu vào năm 21 tuổi. Hôn lễ của cô và chồng được đánh giá là trọng thể nhất sau hôn lễ của minh tinh Thẩm Thúy Hằng, vì có đến 1.000 quan khách đến dự tiệc cưới đó. Khi lấy chồng, thật ra là cả hai có thời gian sống thử với nhau trước đó khá lâu. Thế nhưng đến năm Thoại Mỹ 28 tuổi thì xảy ra đổ vỡ. Thoại Mỹ chia sẻ, thật ra ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ thử làm liều ly dị để người ta nhận ra cái sai, để thấy mình cần thiết với người ta và có thể thương người ta hơn mình, rồi quay lại. Nhưng khi đã xa nhau, người ta vẫn không nhận ra điều đó, rồi đến lúc anh ấy muốn quay lại thì đã muộn. Chỉ tiếc rằng đời sống riêng tư của tôi quá nhiều lẫn đận, tôi kết hôn vài lần, lần nào cũng đổ vỡ, tôi từng thèm khát một đứa con nhưng cũng không thể có. Hồi đầu tôi buồn nhưng khi hiểu Phật Pháp, tôi buông bỏ để lòng thanh thản. Dù không có con nhưng tôi vẫn làm được những điều tốt đẹp cho mọi người, vẫn làm được nghề. Nhiều đêm nghĩ về số phận mình, tôi cũng chạnh lòng, cũng tủi thân, cũng khóc nhưng rồi mọi thứ cũng trôi qua. Khi yêu ai, tôi yêu hết mình, hết lòng, nên khi đổ vỡ thì dễ rơi vào thất vọng. Cũng may khác với trên sân khấu, ngoài đời tôi là người luôn tỉnh táo trước mọi việc và rất biết thích nghi với mọi hoàn cảnh. Bây giờ cô có đủ kinh nghiệm trong cuộc sống, đạt được nhiều vinh quang trong nghề nghiệp, đã can đảm khắc phục những khó khăn khi đau bệnh và đổ vỡ cuộc đời riêng. Cô nói hạnh phúc lớn nhất của cô hiện nay là được đem lời ca tiếng hát mà đáp lại tấm thân tình hạnh phúc của khán giả ái mộ. Thoại Mỹ được hát trên sân khấu, được phục vụ khán giả khắp bốn phương, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của Thoại Mỹ.